Còn bây giờ mình đã lắp cái này hoàn thiện rồi nha. Đây, mình đang chạy ở cái nguồn mới có 12V thôi nha anh em. Đây, cái nguồn này nè. Mình đang chạy 12V. Đó. Chứ mình nếu mà chạy 24V nhưng bữa mình có test clip test á, 24V nó chạy mạnh lắm nha. Thì hôm nay cái mình đây, cái tút năng á mình ở đây rồi nè. Cái này mà nếu mà giả sử như tại vì mình chưa có chỉnh nó cho nó vô ngay á, còn nếu như giả sử như cái tút năng này mà nó bị đục, anh em có thể khoét rộng ra đây miếng nữa nha, để gắn được cái chụp vô đây. Hiện tại thì mình chưa có gắn, tại vì mình chưa muốn khoét là mình có thể mình chỉnh được nha. Thì bây giờ mình mở cho anh em coi cái bên trong á, mình chế như thế nào nha. Rồi giờ mình để mình mở ra cho anh em coi bên trong. Mình chế nó cũng giống như là cái một cái quạt bình thường nha. Đây. Đó, mình cũng bắt. Đây. Thì cái clip trước á mình có chia sẻ cái vấn đề là cái này rồi nè. Thì anh em nào coi thì muốn coi thì vô clip đó coi nha. Cái phần 2 á, như cái phần 2 là mình làm. Rất là êm nha anh em, êm lắm nha. Anh em nhìn cái tiếng gió nó đây nó êm không? Và cái này á, quạt cho em bé là cực kỳ mát luôn nha. Mà nó không có tiếng ở đâu. Đó mình cái quạt B2 này chế khó nhất là cái chuyển hướng thôi. Còn mấy cái quạt B3, B4 á mình chế nhiều rồi. Quạt chuyển hướng mình chế dễ, vậy rất là dễ nha. Thì hôm nay mình làm clip mình chia sẻ nè. Cho anh em coi cái phần chuyển hướng nè. Đó. Xài DC 53 mình cứ sờ thoải mái nha. Mặt nít sờ thoải mái, đang chạy sờ không sao, không có giật. Thì cái quạt này á, hiện tại mình không có làm clip cái phần ở dưới là do là gì? Tại vì mỗi một cái motor của anh em nó khác nhau á. Có anh em thì thích xài AC thì anh em bỏ cục adapter vô trong cái dưới cái họng này luôn nè. Còn mình á, mình sẽ chế là xài DC là mình khoan cái lỗ đây, mình giống như cái quạt B3 á, mình để mà mùa nắng á, mình cắm mùa 12V mình xài nha. Còn ví dụ anh em nào thích thì anh em vẫn chế dắt xài AC thì bỏ cục adapter vô trong đây luôn. Hoặc là vừa xài adapter vừa xài AC nha. Vừa xài AC vừa xài DC luôn. Anh em cũng khoan thêm một cái lỗ. Cúp điện thì anh em làm. Nhưng mà mình làm vậy nó rối lắm, đâm ra mình chọn một trong hai chế độ thôi. Đó. Thì mình nói chung là mình làm nó rất là thành công rồi đó. Hiện tại nó rất là êm nha anh em. Mình chỉ cần canh chỉnh. Anh em thấy tút năng không? Cái tút năng này nè, để mình chia sẻ cho anh em luôn. Anh em phải bẻ lại nha. Tại vì mình đổ cái này vô là nó sẽ hơi khác đi một tí rồi nha. Mình mua cái cây chuyển hướng khác nè. Mình bẻ lại nha anh em. Đó là mình bẻ, anh em thấy mình bẻ không? Đó. Còn bẻ cái này á, có dịp mình sẽ làm clip mình chia sẻ cách bẻ cái này nha, cách canh cái này. Giả sử cho anh em bị mất cái cây này mà anh em bây giờ có cây khác là nó dài hơn hay nó ngắn hơn, nó dài hơn được nha, nhưng mà nó ngắn hơn là không xài được nha anh em. Nó phải đủ chiều dài nha, dư thì mình bẻ đi là được nha, nhưng mà ngắn thì không bẻ được nha. Đó anh em thấy không, nãy giờ mình cho chạy á. Và cái này á, mình anh em thích thì anh em chỉnh, mình có thể chỉnh rất là tinh được luôn đó nha. Đó, chỉnh. Nhưng mà chỉnh yếu quá, nó chạy nó nóng lắm anh, tại vì nó nặng tải á. Nói chung mấy bạn này anh em chạy 12V, 12V, 15V trở lại nó rất là đẹp nha. Chạy 24V nó mạnh lắm, hay nó thổi em bé nó dễ bị khô á, hay là dễ bị đau ấy đầu á. Rồi, thôi mình kết thúc clip đây nha, chào mọi người. Mọi người nào thấy hay thì cho mình một like và đăng ký nha. Rồi chào mọi người.